Vâng, mến chào tất cả quý vị, anh chị, cô bác đã quay trở lại channel của tin tức người nổi tiếng. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý vị, anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Vâng, như vậy là quý vị, anh chị, các bạn cũng biết rằng chuyến đi của chị Việt Hương đưa tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đã hạ cánh an toàn về bên Mỹ. Vâng, chúng ta có thể nhắc lại hai chuyến đi định mệnh mà không thể nào quên của Việt Hương, chị toàn nước mắt. Thì hôm nay mình làm cái video này cũng chia sẻ với tất cả quý vị, anh chị và các bạn về cái câu chuyện mà hai chuyến đi không thể nào quên của Việt Hương. Vâng, chị toàn nước mắt. Việt Hương phải đứng ra làm những cái công việc bất đắc dĩ cô chẳng khi nào mong muốn cả. Đó là những cái chuyến đi mà toàn nước mắt thôi. À, vài tháng qua thì khán giả cũng nhắc đến Việt Hương rất là nhiều bởi vì hành trình làm từ thiện tất bật trong cái mùa dịch, và cô chưa có cái ngày mà nghỉ ngơi trọn vẹn khi mà tất bật làm đủ cái việc để san sẻ với bà con, giúp đỡ bà con ở những cái từ cái vùng cách ly, từ cái vùng khó khăn này, vùng khó khăn kia, trong nội thành rồi trong ngoại thành, vân vân và vân vân, rất là nhiều công việc mà phải nói rằng là tối mịt tối mờ thì hai vợ chồng mới về trong cái công tác từ thiện. Thì ngoài ra thì người hâm mộ cũng dành sự trân trọng cho cô hơn khi mà chính Việt Hương là người đã giúp đỡ nhiều cái gia đình, đồng nghiệp lo phần hậu sự trong mùa dịch đó quý vị, anh chị, các bạn. Và hai chuyến đi mà có lẽ rằng là Việt Hương sẽ nhớ mãi chắc chắn là những cái thời khắc mà tiễn biệt, đó là tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung. Đó là những cái chuyến đi mà tất cả quý vị, anh chị, các bạn lấy đi rất là nhiều nước mắt của rất là nhiều người hâm mộ, rất là đầy cảm xúc. Nói chung là mình cũng hơi nghẹn ngào khi mà nói về những cái chuyến đi này, cái chuyến đi đầy nước mắt cùng Chí Tài nó như thế nào quý vị, anh chị, các bạn. Vào cái ngày mà 9 tháng 12 năm 2020 thì cả showbiz Việt bàng hoàng khi mà hay tin nam danh hài Chí Tài ra đi vì đột quỵ. Cái thời điểm đó thì Việt Hương cũng đang ở Việt Nam, cô và Hoài Linh là những cái người mà đầu tiên chạy đến bệnh viện để xem tình hình như thế nào. Bên cạnh đó thì Việt Hương đồng hành với Hoài Linh theo cái sự mà ủy quyền từ phía gia đình làm ban tổ chức cho cái đám tang tại Việt Nam và nữ danh hài đội tang như bao người thân trong gia đình của Chí Tài. Ngoài ra thì vợ chồng Việt Hương là người đã liên hệ với lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ để đưa cái quan tài của cố nghệ sĩ Chí Tài về với gia đình theo nguyện vọng của vợ Chí Tài. Cái khoảnh khắc mà chị Việt Hương á, ngồi trong cái xe mà đưa đàn anh ra sân bay với nhiều nước mắt đã khiến khán giả không ngừng xúc động. Và chúng ta đã mấy hôm nay chúng ta chia sẻ cái nỗi buồn, rất là nhiều cái nỗi buồn với gia đình của Phi Nhung, với khán giả, với người hâm mộ. Và chúng ta cũng biết rằng là với hình ảnh nhỏ bé mà nhanh nhẹn của Việt Hương mà nhiều khi chúng ta cũng quên đi rằng là nhiều khi chúng ta cũng không chú ý đến đến cái câu chuyện đầy nước mắt của Việt Hương. Việt Hương đặt cái tro cốt của Phi Nhung thành cái ghế như một hành khách, như một cái chuyến bay. Đó là cái cảm xúc mà gây ra xúc động rất là nhiều. Việt Hương đã từng bật khóc rất là nhiều trong cái lúc mà đội tang trước cái di ảnh của Chí Tài. Khi nhắc đến mà người anh thân thiết Chí Tài thì Việt Hương cũng từng tỏ ra là mình là người chăm sóc anh còn kỹ hơn cả vợ anh Chí Tài. Việt Hương từng bày tỏ rằng là những cái ngày Tết vừa qua, cái điều tôi tiếc nuối nhất á, là những cái hình ảnh chung của tôi và anh Chí Tài trong cái dự án gần đây không được đăng lên nữa. Ban đầu tôi và anh Tài á, định phối hợp diễn chung với nhau vì điều ăn Tết ở Việt Nam. Nhưng mà sau này lại có sự thay đổi quá lớn. Khi mà anh Tài mất thì tôi chủ động hủy tất cả các show ngày Tết, không nhận thêm show của ai nữa. Tết năm nay vô tình dịch Covid bùng phát trở nên nên là lịch diễn cũng đều bị hủy hết. Đó là tâm sự của Việt Hương. Và vợ chồng Việt Hương tặng tay ôm tro cốt của Phi Nhung lên máy bay như thế nào? Quý vị anh chị các bạn biết rằng là câu chuyện này mấy hôm nay cũng xôn xao, và mình cũng đã đưa một cái video clip trước là đến sáng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 10 thì trên các cái diễn đàn cũng như là tất cả các trang mạng YouTube, các cái kênh báo chí truyền thông luôn xuất hiện dày đặc các hình ảnh mà thân hình nhỏ bé của Việt Hương vừa đáp xuống cái chuyến bay và tặng tay ôm tro cốt của Phi Nhung trao cho Wendy tại Mỹ. Đang ở Việt Nam nhưng vì sự ủy quyền của gia đình nên vợ chồng nữ danh hài tức tốc di chuyển với
cái chuyến bay mà nhớ đời. Vâng. Sau mà khi mà 3 ngày cố gắng không rơi nước mắt để lo hậu sự cho Phi Nhung thì Việt Hương đã gục ngã và từng xin phép cho tôi xin được khóc nhé Phi Nhung. Vâng, đó là một cái câu chuyện mà lấy đi nhiều nước mắt. Và Việt Hương cũng đau lòng mà khi Phi Nhung ra đi, cô bày tỏ rằng là Việt Hương đã cùng Phi Nhung hoàn thành cái chuyến bay cuối cùng với nhiều cái tâm trạng và cảm xúc. Hai chị em đã từng đi với nhau, lưu diễn khắp nơi để phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nhưng chuyến bay này là một trong những cái điều mà Việt Hương sẽ không bao giờ quên. Vâng, cái chuyến bay này chuyến bay cuối cùng với chị Việt Hương với chị Phi Nhung. Chúng ta có thể thấy rằng là chị Việt Hương cũng viết rằng là Nhung ơi, từ giây phút này Nhung hãy trở về với vòng tay của con gái và gia đình nhé. Hương xin cúi chào tạm biệt Phi Nhung, tạm biệt một ngôi sao sáng, tạm biệt mà người bạn bản lĩnh mạnh mẽ nhưng với trái tim đầy tình yêu thương và ấm áp. Việt Hương đã chia sẻ ngẹn ngào như vậy. Không chỉ Chí Tài, Phi Nhung mà gần đây thì Việt Hương cũng là người lo hậu sự với gia đình của Bình Tinh, giúp đưa tro cốt của diễn viên Anh Tài về nhà. Và mọi người còn gọi nữ danh hài là cô Bụt vì tấm lòng tận tụy, tận tình. Dẫu vậy thì Việt Hương cũng có những cái chuyến xe, những cái chuyến bay mà nhớ đời mà chẳng khi nào mong muốn nó xảy ra. Vâng, đây là một cái hành trình mà chẳng ai muốn xảy ra như vậy hết. Lấy đi rất là nhiều nước mắt. Việt Hương cũng nén những cái nỗi đau để lo cho hậu sự của Phi Nhung. Có những cái thông tin gây hoang mang quanh cái bệnh tình của Phi Nhung và con gái của cô Mỹ á, ở bên Mỹ thì cũng quyết định là thực hiện những cái giấy ủy quyền về phát ngôn tại Việt Nam là để cho nữ danh hài Việt Hương rằng là quyết định, quý vị anh chị các bạn. Mà bên cạnh đó thì Việt Hương cũng là người lo hậu sự và thực hiện các cái thủ tục cho đồng nghiệp mà khi mà tin buồn xảy ra. Việt Hương viết như vậy. Một lần nữa thì Việt Hương xin đại diện gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh chị, em, đồng nghiệp, phóng viên và khán giả xa gần đã thành tâm cầu nguyện cho Phi Nhung những ngày qua và gửi những cái lời chia buồn sâu sắc đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ Phi Nhung. Vâng, mấy ngày hôm qua thì Việt Hương cũng thốt lên rằng là mấy ngày qua là tôi cố gắng gồng để không khóc, nhưng hôm nay thì tôi gồng không gồng được nữa, cho tôi khóc một chút khi mà mai tôi lại mạnh mẽ đi tiếp nhé Nhung ơi. Đó, quý vị nghe câu chuyện mà cũng đầy nước mắt. Vâng, đó là những câu chuyện mà mình cũng đã trích lọc lại để mình gửi đến quý vị anh chị và các bạn. Và hai chuyến bay đó là hai chuyến bay đặc biệt mà không ai muốn thực hiện, và Việt Hương đã thực hiện nó trong nước mắt và trong sự đau buồn không thể diễn tả được. Và mới đây thì Việt Hương cũng nhân đôi cái nỗi đau của mình khi mà đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ thì vừa hạ cánh lại mất đi một người thân yêu. Cộng đồng mạng không khỏi xót xa khi mà Việt Hương vừa nó mất đi một người rất là thân với mình, là người được ủy quyền lo hậu sự cho Phi Nhung á. Thì sáng ngày 10 tháng 10 thì theo giờ Việt Nam đó quý vị, thì Việt Hương đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, với là cùng chồng là nhạc sĩ Hoài Phương đã hạ cánh an toàn xuống sân bay của Mỹ và trực tiếp trao tro cốt của Phi Nhung cho Wendy Phạm. Và Việt Hương cũng nghẹn ngào không cầm được nước mắt khi mà ôm tro cốt của Phi Nhung, xúc động và đã viết lên tâm thư tiễn biệt cuối cùng đến người đồng nghiệp quá cố. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình mà di chuyển đưa tro cốt của Phi Nhung sang Mỹ cho con gái của Phi Nhung thì Việt Hương lại bất ngờ nhận một cái nỗi đau khác. Đó là được biết vào khuya ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam thì nghệ sĩ Hoài Tâm lại báo tin mẹ đẻ qua đời. Trên cáo phó lễ tang có ghi rằng là nghệ sĩ Việt Hương là dưỡng nữ, có nghĩa rằng là con nuôi. Nhiều người không thể xót xa, rất là xót xa khi mà nữ nghệ sĩ lại phải đối mặt với một việc mất đi thêm một người thân. Việt Hương vừa phải chịu tang mẹ nuôi, lại phải tiễn biệt người đồng nghiệp quá cố, làm nỗi đau cô như nhân đôi trong cái chuyến bay về Mỹ lần này. Việt Hương không kìm được nước mắt. Cái điều này thực sự rằng là nghe cũng nỗi đau không quý vị. Đó là mẹ của danh hài Hoài Tâm đó quý vị anh chị các bạn. Trong cái quá trình di chuyển mà đưa tro cốt của Phi Nhung sang Mỹ thì, cho con gái của Phi Nhung á, thì Việt Hương nhận được cái nỗi đau như vậy. Đó là mẹ nuôi ra đi khi mà nghệ sĩ Hoài Tâm báo tin mẹ đẻ của mình đã qua đời. Nhiều người cũng không khỏi nghẹn ngào, xót xa khi mà Việt Hương phải chứng kiến một lúc mất đi hai người mình thân yêu.
Về hậu sự của Phi Nhung thì sau khi mà Việt Hương trao tặng tay á, trao tặng tay tro cốt của Phi Nhung cho con gái Wendy Phạm của Phi Nhung á, thì mọi việc còn lại là vợ chồng nữ nghệ sĩ sẽ giao cho gia đình của con gái và gia đình của Phi Nhung á, tại Mỹ lo liệu. Mình cũng đưa ra một cái thông tin như vậy. Hôm nay thì những cái cảm xúc nó không không phải là một cảm xúc vui vẻ gì, không có gì anh chị các bạn, nó u buồn. Thế nên là cái câu chuyện mình truyền tải nó cứ vấp qua vấp lại, nó thấy nó có dư từ nào, nó có thừa từ nào hay nó thiếu từ nào, quý vị anh chị và các bạn cũng thông cảm trong câu chuyện này nha quý vị anh chị các bạn. Nó có một cái gì đó nó hơi tim hơi đập mạnh hơn và nó hơi quyến luyến với tất cả mọi thứ. Gần như mình cứ nghĩ rằng là mọi chuyện nó mới mới đây còn tươi đẹp, thì hôm nay thì chúng ta nhận được những cái điều mà thấy nó cũng hơi bất ngờ. Và chuyến đi định mệnh của Việt Hương là những cái chuyến đi mà không ai mong muốn hết. Vâng, chào tạm biệt tất cả quý vị anh chị và các bạn.